Đánh giá Realme 3, pin châu camera tốt trong tầm giá 4 triệu. Thiết kế bắt chen Realme 3 có mặt lưng sở hữu hiệu ứng chuyển màu gradient và được phủ bóng một lớp nhũ lấp lánh, đảm bảo độ bền màu cho sản phẩm. Phần trên mặt lưng là màu đen, phía dưới là lớp màu có thể thay đổi tùy theo góc nhìn. Khi người dùng nhìn máy ở góc thẳng trực diện, phần màu này sẽ là màu xanh, nhưng khi nghiêng máy nhìn từ trên xuống, từ dưới lên hay từ cạnh bên sang thì phần màu này đều sẽ chuyển từ xanh sang tím. Cảm biến vân tay của máy được đặt ở ngay dưới cụm camera kép. Vị trí này khá vừa tay và dễ thao tác. Các góc cạnh của phần mặt lưng được làm bo cong ôm sát với khung máy cho cảm giác cầm nắm khá chắc chắn. Tuy nhiên, màn hình của máy được làm hơi cao so với khung viền nên phần tiếp giáp giữa màn hình và khung máy cho người dùng cảm giác hơi cấn tay khi vuốt từ ngoài vào. Nói về mặt trước, Realme 3 sở hữu màn hình IPS với tỷ lệ khung hình 19, 9 và được phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass phần viền trên của màn hình khá mỏng nhờ thiết kế notch mà Realme gọi là thiết kế giọt xương. tuy phần viền dưới vẫn còn khá dày nhưng cũng không gây mất cân đối cho mặt trước của máy. màu sắc hiển thị của Realme 3 cũng có thể xem là tốt trong tầm giá và có thể sử dụng ngoài trời tốt với độ sáng cao. hiệu năng đủ sử dụng. Realme trang bị chip Helio P608 nhân, gồm 4 lõi Cortex-A73 hiệu suất cao và 4 lõi Cortex-A53 tiết kiệm điện cùng 3GB RAM. 32 GB bộ nhớ trong, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256 GB, viên pin của máy có dung lượng khá lớn với 4230MAh. Với cấu hình này, máy có thể đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của người dùng và dư sức chơi những tựa game có đồ hoa ở mức thông thường như Angry Grand, Cutter Subway Surfers, Joe Danger. Khả năng chuyển đa nhiệm giữa các ứng dụng trên máy cũng được diễn ra trơn tru có thể khả năng tối ưu hóa giữa phần cứng lẫn phần mềm giúp cho máy xử lý các tác vụ tốt hơn, ngoài bảo mật bằng vân tay. Máy còn hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt khá nhạy, mở khóa với tốc độ khá nhanh. Có thể nói, pin là một điểm cộng trên ZEALME 3 bei với dung lượng 4230mAh cùng chế độ tối ưu hóa PINDAPUNGDEI đủ các chức năng như lướt web, chat chít, xem video, chụp hình, nghe nhạc, chơi GAME trong một ngày đến hơn, tùy theo thực tế sử dụng. Chất lượng chụp ảnh tốt trong tầm giá. Camera sau là cụm camera kép gồm một ống kính 13MP và một ống kính 2MP khẩu độ F trên 1.8 với 5 lớp thấu kính với các tính năng chụp đêm Nightscape, tính năng Chroma Boost màu sắc mê hoặc dựa trên tính năng trồng ghép pixel và khử nhiễu thông minh. Ngoài ra, người dùng có thể chụp ảnh với chế độ HDR, hỗ trợ chế độ chân DUNG NHN diện bối cảnh thông minh với AI Skin hay chế độ chụp chuyên nghiệp và quay video ở độ phân giải FULL HD. Realme 3 có CAMEZASELFIE13MP với ống kính F trên 2.0. Đây là một ống kính tiêu cự cố định, không có đèn flash hỗ trợ selfie nhưng có HDR xử lý thiếu sáng. Hình ảnh chụp ra từ chiếc camera này cũng ở mức chấp nhận được. Chi tiết khá ổn và làm đẹp cho chủ thể nhờ AI BEAUTI 2 không chứ danh như đàn anh OPPO. Theo trải nghiệm thực tế, những bức ảnh ban ngày được chụp bằng Realme 3 khá sắc nét và đầy đủ độ chi tiết. Độ tương phản khá tốt và màu sắc cũng chính xác ảnh chụp ban đêm tất nhiên sẽ không tốt được như ban ngày nhưng nhờ chế độ nightscape nên khả năng chụp tối cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, chế độ HDR cũng khôi phục được một số chi tiết cho hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Phần xóa phông được camera của Realme xử lý khá ổn, tuy vẫn chưa xóa khéo ở phần tiếp giáp giữa chủ thể và ngờ cũng có thể xem là tốt so với các sản phẩm trong cùng phân khúc. Với những trải nghiệm trên, Realme 3 thực sự là một lựa chọn khá tốt trong tầm giá, máy có hai tùy chọn màu sắc là đen mạnh mẽ và xanh phá cách đang được bán ra tại các cửa hàng trên toàn quốc với mức giá 3,990,000 đồng. Vĩ Hưng